Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và ngay sau đây là tin tức: Đông Nhi tự tay trang điểm cho gà chiến Lippy trong lần đầu xuất hiện. Đông Nhi đã tự tay trang điểm chỉnh trang trang phục cho gà chiến Lippy của mình trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại chương trình chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Tối qua ngày 19 tháng 5, Đông Nhi góp mặt trong chương trình mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều ca sĩ người mẫu nổi tiếng. Diện áo dài trắng với hình cành hoa đỏ nổi bật, Đông Nhi còn tạo thêm điểm nhấn khi tết tóc và đội khăn vấn. Điều đặc biệt, bên cạnh chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình, thì Đông Nhi còn tất bật chuẩn bị cho nhóm nhạc mà công ty của cô và ông Cao Thắng vừa cho ra mắt, Lippy. Tại công ty, Đông Nhi đích thân trang điểm làm tóc và cả chỉnh trang trang phục cho từng thành viên của Lippy. Đêm qua là lần đầu tiên Lippy chính thức xuất hiện và biểu diễn trước công chúng, cũng trong chương trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng thuộc phần 2. Khi ra đến hậu trường sân khấu, Đông Nhi liên tục dặn dò và cổ vũ thêm tinh thần để Lippy tự tin cho lần đầu tiên xuất hiện của mình. Đặc biệt, sự xuất hiện và cổ vũ của fan Lippy tại chương trình khiến nhiều người bất ngờ bởi nhóm chỉ vừa mới chính thức ra mắt. Nhóm Lippy và nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!